Yo. Xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhớ Quê. Ơi, chào cả nhà nha. À, cả nhà. Thì đây là cha đang chuẩn bị xới lên hai cái clip ở nhà ơi. Hai clip này để trồng rau muống với rau hồng tơ hả cha? Ừ. Đó. Rau tơ, rau rau muống rồi. Cái đất này nhìn nó tốt ghê cha. Tốt. Không không à. À, clip bên kia thì cha đã xới lên rồi. Còn đang xới sơ cái clip này lên nữa rồi xả rau muống thôi. Rau muống với rau hồng tơ thì chắc dễ lên lắm cha. Dễ xạ lắm, nó dễ trồng lắm. Mai mốt có rau để hái để quay video cho cả nhà xem luôn. Cái này mà được cho mai mốt đào thì mấy clip nữa. Mấy clip nữa trồng cái sức mạnh. Clip nữa trồng là khỏi phải mua rau luôn. Mấy luôn. Đây thì hồi sáng hai con em có mua được một ít lương nè cả nhà. Với mấy con cá bóng. Thì lương thì mình sẽ nấu canh chua nha. Còn cá bóng thì sẽ kho khô tiêu nha. Khô tiêu nấu canh chua à, cực kỳ ngon luôn. Ở nay thì khai trương cái lò mới luôn nha cả nhà. Lò mua từ bữa giờ mới nấu nha. Thôi bây giờ đổ miếng mỡ vô. Miếng dầu ăn vô. Dầu ăn. Rồi giờ để miếng tỏi vô nha. Tỏi nha. Tỏi cho thơm nha. Thơm. Lương mà nấu canh chua với bông súng thì tới tay luôn rồi cả nhà. Trời đang mưa râm râm luôn. Mưa nhỏ nhỏ không biết có ăn được hay không đây. Thời gian đủ rồi mình thả lương vô. Dạ thả lương vô nha. Không. Lương vô. Thả lương vô. Wow. Chờ cho nó xanh hết. Rồi mình thả nước vô. À, ngon không? Thôi mới đây. Đi lấy me ra nè, mở đi con. Niêm luôn nha. Rồi mình niêm luôn nha. Bỏ muỗng hột, một muỗng hột vô. Vậy là bỏ hai muỗng đường vô. Đường dạ. Đem đây luôn. Rồi bỏ hai muỗng niêm luôn. Hôm nay thì canh chua sẽ ăn với cá kho khô. Để tài luôn. Rồi bỏ một muỗng một ngọt luôn. Chưa mẹ. Ở đây nấu này đợi nó sôi rồi tí ướp nè. Mẹ thì bên kia đang lặt bông súng nha cả nhà. Này à, này chỉ nấu mỗi canh chua bông súng đơn giản thôi. Chào cả nhà nha. Này chỉ nấu mỗi bông súng nha mẹ. Đơn giản à, khỏi phải rau đá thì gồng kỳ. Bột me nè. Chua me. Mình có con mẻ, bên nào nấu chua con mẻ ngon hay mẹ. Để nắp lại cho nó mau sôi một chút. Trong khi chờ đợi cái nồi canh chua kho thì mình ướp cá nha. Ướp cá đi. Giữ nó vào cho. Ướp cá này nè. Cái gì vậy con? Sao hả? Ngọc ơi. Cho gì để cho nước màu hả? Màu với gia vị vô. Cái nồi này làm sao mà nó làm như nó sạch nữa vậy? Nó sạch làm như trang lớp mình trồng hả nhỉ?
ướt áo quá lớp mình vào. Bỏ vô. Bỏ vô. Thì đúng rồi, thử tỏi mở rồi thôi đi, tỏi. Cá này không, ướp. Không. Cho miếng nước mắm vô cho đậm đậm đà nha cả nhà. Cho miếng nước mắm vô. Rồi giờ chị để cho nó thấm ra nha. Ừ, để cho thấm. Thấm rồi kho. Gấu về đây làm vườn luôn rồi cả nhà ơi. Ê gấu ơi, làm đi, dốc qua bọt đi cả nhà ơi, dốc bọt này soi lên này, dốc bọt bỏ vô là nhắc xuống mà. Trời nãy không nắng mấy ha, nghe có nắng đâu, bữa nay trời mũng mưa. Thôi. Lâu lắm rồi thôi không nấu lại cái bếp củi cả nhà. Nay nấu lại cái bếp củi nhìn nó thích ghê á. Thích ra. Thích. Lộng cộng quá. Lộng cộng. Lâu không nấu cái củi, nấu lại cái củi lộng cộng quá. Xôi rồi, xôi rồi. Giờ thì dầm me. Me bỏ nguyên hộp luôn đi. Bỏ vô luôn hả cha? Ừ. Ừ đó cha. Thôi khỏi lượt. Me vô luôn. Ừ. Lâu quá không nấu biết củi, nấu biết củi lại lộng cộng cả nhà. Lộng cộng quá. Chín nữa cả nhà ơi, lương mau lắm. Đường luôn. Sôi lên là chín nè. Súng này chín sơ thôi nha, đâu cần chín kỹ đâu hả? Ờ. Vô nha. Canh chua thì không thể nào thiếu ngồi gai với ôm quế nha ha. Ừ. Này bỏ vô ngon. Tiếu này là mắc ngon rồi. Ngon là canh chua. Bên đây thì nồi cá kho đã thấm rồi cả nhà. Nấu canh chua xong thì mình sẽ kho nha. Rồi nồi canh chua chín rồi cả nhà, nhắc xuống rồi nha. Giờ có mấy đứa nhỏ, hai đứa cháu bỏ ba cái không được, bầm ớt vô ngon mà thôi, không có mấy cháu nội đó, không ớt không được. Không cho ớt vậy? Không cho ớt. Này canh chua. Đây chút xíu mình đâm ớt đi. Bỏ đá thơm vô. Rồi mang đường. Cha thì nấu canh chua, còn mẹ thì kho cá nha cả nhà. Mẹ cho cha nấu món, mẹ nấu món. Kho cá trên cái nồi đặt mới luôn. Kho cá. Cá này ướp từ nãy giờ nấu thấm rồi mẹ ha. Ừ. Thấm rồi, kho đi. Thấm rồi, kho nó đậm đà nó ngon hơn. Có bịch tiêu mẹ, có tiêu rồi con đâm. Có bịch tiêu đã đâm sẵn dữ á. Ừ, lát để vô. Lát rồi nấu lại bếp củi thấy sao mẹ hả? Thấy nó rộng cộng hơn cái hôm đó. Giờ lâu rồi mình đâu có nấu bếp củi đâu. Dạ đâu có nấu bếp củi, giờ nấu bếp củi nó rộng cộng. Nói chung là cũng rảnh rỗi cái nấu quay video rồi cho cả nhà xem nha. Cũng thấy rộng cộng chứ thấy vui mà mẹ ha. Ừ thích à, thỉnh thoảng nấu cũng ngon. Nấu vui, nấu củi gì nó cũng nồi canh nè. À? Sôi rồi mẹ. Ừ, nóng rồi. Rồi nóng rồi. Cái nồi đất này mà nóng là nó nóng dai đó mẹ ha. Ừ nó nóng mà con nhắc xuống nó còn sôi nữa. Nhắc xuống còn sôi nóng dai.
cha nấu mẹ cha nấu món, mẹ nấu món, mình khỏi phải nấu gì luôn cả nhà, sướng quá. Ôi có cho hành không mà hay rồi cho tiêu thôi. Có chứ, hành à, cái này phải lấy giấy thùng quá ché giấy. Nó có cho dầu ăn vô đây không biết hả? Dạ, không không gì mà cho dầu ăn vô miếng mới được, cho dầu ăn vô miếng cho nó béo hả nè. Ừ nó béo khô khô rồi. Không bưng được cơm hả cha? Ừ. Cơm, cơm không bưng ra. Ủa nãy anh để nước mắm vô cá hả anh? Có niêm rồi mẹ. Bỏ rồi giờ muối ớt nha. Canh chua thì phải ăn với cái muối ớt nha ha. Đúng bài luôn á. Rồi, ớt thấy biết ngon không? Nhìn cái tô muối ớt mình tới tay bà hai luôn. Luôn á. Nồi khô khô đã khô rồi. Giờ cho tiêu. Tiêu nè. Tiêu. Vừa thôi ông ơi. Mấy đứa nhỏ nữa. À. Tới tay rồi nha. Rồi xong. Nhắc xuống được rồi đó. Rồi xong hết rồi cả nhà, giờ chuẩn bị khâu thức thôi. Múc canh chua ra. Lương này chắc lương nuôi chứ hả? Lương đậm. Đã khó à. Thêm cái này nè. Múc thêm tô này nữa đi ra. À, cả nhà ơi, vậy là gia đình em đã nấu bữa cơm với canh chua cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Bây giờ gia đình em bắt đầu thưởng thức đây, mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình em nha. Thôi mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời bà cô chú ạ. Con mời ông bà cô chú, con mời bà nội các bạn. Ờ. À, đây thì được hai món. Bữa cơm Ngọc hả? Hai món canh chua với cá kho nha. Thôi tay tay luôn. Gấu à, ăn con chan miếng canh cho gấu đi. Đưa lại cho đi. Đưa 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 bà nội chan cho con. Dạ đưa bà nội chan nha. Chan mới ăn đi, để con từ từ nha. Canh dễ lương cho con. Anh dễ lương anh. Dễ lương cho gấu đi. Được hai tô canh chua. Rồi gót miếng nước mắm trong cho nó chứ còn cái này thì nó ăn được. Khỏi đúng không? Là chan miếng đơn canh chua với cá lương cho nó được. Nay thì có thêm hai thành viên nhí. Gấu đói bụng đúng không? Đói bụng rồi. À. Chan canh chua sao? Canh chua ngon ha. Ngon. Tới tay luôn. Gấu ăn đi con. Ăn đi con gấu, ăn đi. Ai cháu mày ăn miếng rồi, đói quá. Nhìn nó thèm quá. Bông chúng này thả vô cái là được luôn nha ha. Còn phải dễ đâu, mấy đâu nó mềm quá, nó ngon. Nó màu chín. Ngon sao ba? Ngon. Ôi tóc cho nên dài, sụn mi mắt rồi. Mát chưa? Mát chưa không? Gấu ăn đi con, nhỏ đi. Hả? Con ăn gì? Cá hả? Nước hơi ít đâu, chăn nước thêm cho gấu. Còn hiếu thì chăn nước thêm cho gấu nữa con. Con mới cần phụ thêm nữa. Cá này ăn gấp như con ơi. Thôi này, cá kèo ngon ngon quá. Tôi không ngon, cá bóng chứ. Bóng không được. Vừa ngon hết đứa. Đây ngồi bếp. Bếp rồi, cho mặt quay. Nó cá kho nè.
nóng gì mát này, nóng gì nữa nóng. Nãy hả? Nãy không có gió hả ta? Trời đất ơi, ui à. Gió anh đi con. À nè, gió anh giỏi cho coi nè. Ê. Sao mẹ xem. Giỏi cho mẹ xem nè. Sao vậy? Này. Đuôi vậy nè. Lương ngon vậy cạnh đuôi. Đuôi béo à? Béo. Thử miếng lương này. Miếng lương này. Lương này nấu cạnh vô có màu chín ra ha. Màu lắm coi lên chút xíu à. Ơi. Mùi lương béo ghê nha. Đúng. Nhà mình được lươn suối hay lươn đồng vậy ha. Ăn thịt dai hơn đó. Cái này dai. Này nuôi. Nuôi. Nuôi hả con? Nuôi. Thử miếng đó không? Thôi. Vừa ngon. Được chưa nội cho anh chưa? Anh cơ, gân cơm muốn ăn nè, muốn ăn cho bà cô chú coi nè. Con hay là con ăn ớt được hả? Con ăn ớt được hả? Ừ, ăn đi. Giỏi chưa? Giỏi chúng ta. Rồi giỏi quá. Biết làm ngon không? Dạ, không nha, để đi. Ôi chị Hai. Chén này, chén này chắc chị Hai quất mấy chén quá. Chị Hai ăn mấy chén rồi? Chén này nó hơi tóc này sụ xuống mắt rồi con, tóc mai mai con mốt con còn cái miếng lớp trên lên nha. Hả? Máy gì? Ừ. Không cái máy đó để nó là cột lên trên đó chứ mà này nó đường chứ. Cá này con. Ăn đi. Cảm ơn mọi à. Cảm ơn mọi người. Có cá được không? Ăn giỏi. Nè, ăn giỏi giỏi à. Ôi ơi. Gấu tự muốn ăn luôn nha cả nhà, nó giỏi lắm á. Thôi cái tướng ngồi kìa. Gấu có này ăn mồi được rồi đó. Tướng ngồi kìa. Rồi lần ăn mồi đâu có ăn mồi đâu. Tôm không à. Tôm không à. Này ăn, giờ ăn mồi được rồi đó. Thịt cá được lắm trời, nay nó ăn thịt cá được lắm. Ừ. Ôi thịt cá mà nhiều khi nó hứng lên nó ăn quá trời luôn á. Thịt cá ăn vô mà có bổ ăn. Dạ hồi lần nó tướng gì mà ăn không ăn được vậy chứ. Toàn cũng không không. Không tham, giờ nó ăn được thịt cá là đỡ đi. Ngon không con? Ngon em. Hả? Ngon hả? Ăn đi rồi mày nói, bới thêm miếng nữa. Ăn cho nó no. Ăn no thôi nha. Đó. Ăn cho no đi, để đi. Chị Hai sao rồi? Đói. Ôi, chị Hai nhanh dạo mấy chén rồi? Thêm miếng nữa đi con. Mấy hai chén nha mày. Rồi, gấu vác to luôn rồi. Rồi, gấu giỏi chứ kìa. Sao hả? Thôi chưa? Nè. Nè. Đùi hồi nãy mấy con vậy? Hai con hả? Hai con cho anh đi cạnh đuôi ăn đi ơi. Còn quá trời lương nha như con ơi. Ngon quá. Mẹ em đang canh mà. Em canh dễ ăn. Đưa một súng mà tới tay luôn à. Gấu. Gấu ơi vô kêu chị Hai ra con. Đi.
Cái bài này. Nhớ ăn bả lương nhớ hoài. Mà lúc mẹ mày mang bầu mày á. Dạ. Trời ơi, tao đặt hôm bữa mười mấy ký. Tao đặt chấm hả? Ừ. Dạ, đặt chấm tao có. Rồi. Nó đổ ra cái ham cũng gần nửa khạp luôn á. Khạp cái bò. Ừ. Hồi cái ham luôn luôn đó, lúc đó mười mấy ngàn ký luôn. Mà lúc đó người ta không có đi cân con ơi, phải người ta đi cân rồi. Bắt bơi đi chợ bán. Bơi chợ bán hả? Bắt đi ra chợ tới chợ bán. Ừ. Cân. Đó thấy ham luôn. Có ghe cân. Giờ cái này hết. Thời đó lương còn nhiều chưa? Nhiều lắm. Lương với cá đồng hồi đó nhiều còn giờ. Chá là cái đó ham vô cái mương phèn. Dạ. Mà vô có con chấm rồi, cái ha nó cứ ngắt luôn. Đổ ra không có miếng nước nào hết trơn. Lương không luôn? Đùm có lương được đó, đó là 1 ký 6, ký 7 đó. Hút mà. Mập. Không biết không, một cha đổ qua đem qua cho ông nội luôn. Nội ăn luôn. Không có bán luôn. Bự quá nha. Bự quá bán lương, đủ. Lương rất già lắm á. Trời, có lỗ tay luôn. Ừ. Dỡ lên đầu hoàng gọi chân không? Cha nó tưởng ai mà chơi bỏ đất, bỏ đá cái gì vô mà sao nặng tịch vậy? Không dạ. Có nước. Trời ơi, về đổ ra thấy mà ham luôn. Một khúc. Ếch hồi xưa nhiều. Ếch nó đi cắm câu ếch quá trời mà. Giờ dưới mấy con mà giờ ếch. Giờ ta xài thuốc sâu nhiều quá chứ hả? Giờ thuốc nhiều quá thì chết hết. Chết. Thuốc sâu, thuốc cỏ. Thuốc sâu đó. Con ăn đi. Quá trời, ăn sao sao còn lương không rồi nha. Cho ai kìa. Ngồi đó con. Đi kìa. Hỏi. Đi kìa. Ừ. Ngon quá. Ăn nữa không? Đây ngồi đây. Chào. Chào nhà nào. Hay cả nhà ơi. Vậy là gia đình em cũng đã thưởng thức xong cái buổi sáng với nồi canh chua và nồi cá kho cực kỳ ngon nha cả nhà. Thì bây giờ gia đình em xin kết thúc video tại đây nha. Nếu như cả nhà yêu quý gia đình em thì cho em xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye.